Xin chào tất cả các bạn, lại là Huyền Anh đây. Các bạn ơi, làm thế nào để lấy lòng được bố mẹ vợ là một vấn đề rất nan giải, đau đầu với các anh con rể tương lai đúng không nào? Mà ngày hôm nay, Toshiko sẽ bật mí cho các bạn cách chinh phục bố mẹ vợ tương lai bằng chiếc ghế massage Toshiko T70, đảm bảo thành công luôn nhé. Sẽ vô cùng ưng ý về tính năng lọc không khí nhờ công nghệ ion âm giúp lọc và khử mùi khó chịu, loại bỏ bớt các loại bụi siêu nhỏ và chất rắn lơ lửng làm cho không khí trong lành hơn. Bên cạnh đó, ion âm làm giảm thời gian máu ngưng tụ, tăng hàm lượng oxy trong máu, có lợi với việc vận chuyển, hấp thụ và sử dụng oxy trong máu. Cả cơ thể sẽ được massage như hệ thống túi khí full body, đặc biệt túi khí kép ở cánh tay, massage dạng lượn sóng giúp mẹ vợ có được cảm giác chân thực nhất. Phần bắp chân trang bị cầu khí silicon giúp bóp nhả nhẹ nhàng, cải thiện quá trình lưu thông máu, thúc đẩy điều hòa huyết áp, hỗ trợ giảm tê mỏi, căng cứng chân. Đảm bảo toàn cơ thể sẽ được thư giãn nhẹ tênh luôn nhé. Giờ nịnh mẹ vợ bằng cách đấm lưng bóp vai là xưa rồi. Toshiko T70 sẽ làm điều đó thay cho bạn nhờ con lăn 4D thế hệ mới cực kỳ hiện đại. Với khả năng điều chỉnh độ rộng con lăn, nó đấm, day, ấn huyệt chính xác. Người từ độ tuổi trung niên trở đi thường xuyên bị đau mỏi cổ, vai gáy sẽ không cần nhờ con cái bóp vai hay là đi ra ngoài tiệm massage nữa. Giờ chỉ cần nằm ở nhà thư thái, bật ghế massage rồi ngủ một giấc thôi. Bên cạnh những chức năng chính nêu trên thì Toshiko T70 còn có bảng điều khiển thông minh, điều khiển bằng giọng nói, massage không trọng lực và những chức năng khác vô cùng hữu ích và tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Còn nếu nói mà mẹ vợ vẫn chưa tin ý, thì hãy đưa ngay tới showroom của Toshiko để trải nghiệm luôn nhé. Mẹ vợ nào mà không siêu lòng cho được cơ chứ? Ghi điểm tuyệt đối luôn. Đó là những bật mí của Toshiko. Nếu thấy hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký ngay kênh nhé. Toshiko xin cảm ơn và hẹn gặp lại.